Chào các em, chúng ta lại tiếp tục đi giải bài tập của bài số 8, giao thoa sóng. Thì trước tiên chúng ta sẽ tóm tắt các kiến thức của bài này mà cần phải nắm được. Thì kiến thức của bài giao thoa sóng chúng ta cần phải nắm được, đó là chúng ta phải nắm được thứ nhất là hai sóng kết hợp là hai sóng như thế nào. Thì hai sóng kết hợp là hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra. Thế thì như thế nào gọi là hai nguồn kết hợp? Thì hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. Thì đó là hai nguồn kết hợp. Và hiện tượng giao thoa sóng được định nghĩa đó là hiện tượng hai sóng kết hợp gặp nhau và có những điểm ở đó chúng luôn tăng cường lẫn nhau. Thì những điểm luôn tăng cường lẫn nhau này chúng ta gọi đó là điểm cực đại hay điểm có biên độ cực đại. Có những điểm mà ở đó chúng luôn triệt tiêu lẫn nhau. Thì điểm mà chúng luôn triệt tiêu lẫn nhau này người ta gọi đó là điểm cực tiêu. Kiến thức tiếp theo mà chúng ta cần phải nắm được là cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng đó bằng một số nguyên lần bước sóng. Đấy, chúng ta có này, tại các điểm mà có hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng thì ở đó có cực đại giao thoa. Ứng với trường hợp này là hai nguồn cùng pha với nhau thì chúng ta có D2 trừ D1, người ta gọi là hiệu đường đi bằng K lần lambda. Thì tại cái điểm đó là có cực đại giao thoa. Với D2 là khoảng cách từ điểm đang xét đến nguồn S2. Đây chúng ta có thể vẽ này. Chúng ta giả sử có hai nguồn sóng S1, đây là S2. Và tại một điểm M này sẽ có cực đại giao thoa khi cái D2 trừ D1 bằng một số nguyên lần bước sóng. Với D2 của chúng ta là khoảng cách từ điểm M đến nguồn S2. Còn D1 là khoảng cách từ M đến nguồn S1. Và cái điều kiện này chúng ta lưu ý là chỉ ứng với trường hợp hai nguồn là dao động cùng pha. Còn tại M sẽ là cực tiểu của giao thoa, cực tiểu giao thoa khi D2 trừ D1 bằng một số bán nguyên lần bước sóng. Đấy, một số bán nguyên lần bước sóng tức là D2 trừ D1 của chúng ta bằng K cộng 1/2 nhân với lambda. Với K đây là số nguyên. Đó là các kiến thức của bài giao thoa sóng mà chúng ta cần phải nắm được. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các cái kiến thức này đi giải các cái bài tập. Ta có bài tập thứ nhất, bài tập số 5. Chọn câu đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng A. Giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường. B. Tổng hợp của hai dao động. C. Tạo thành các gợn lời lõm. Và D. Hai sóng khi gặp nhau có những điểm nó luôn tăng cường lẫn nhau và có những điểm chúng luôn triệt tiêu lẫn nhau. Thì đối với câu số 5 này, đáp án của chúng ta là đáp án D. Bởi vì theo định nghĩa giao thoa sóng là hiện tượng mà hai sóng kết hợp mà khi gặp nhau thì có những điểm luôn luôn tăng cường lẫn nhau, đó là tạo thành các điểm biên độ cực đại. Có những điểm luôn luôn triệt tiêu lẫn nhau thì tạo thành cái điểm có biên độ cực tiểu. Ta tiếp tục với câu số 6. Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có A là cùng biên độ, B cùng tần số, C cùng pha ban đầu và D cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Thì đối với câu số 6 này chúng ta có đáp án đúng ở đây là đáp án D. Thì theo định nghĩa hai nguồn kết hợp là hai nguồn cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Tiếp tục với câu số 7. Trong thí nghiệm hình 8.1, thí nghiệm hình 8.1 chính là thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước mà chúng ta đã học. Tốc độ truyền sóng là 0.5 m/s, cần dung có tần số 40 Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1, S2. Thì chúng ta có trong cái thí nghiệm này, chúng ta có hai nguồn S1, S2, đúng không? Là hai nguồn dao động kết hợp hay hai nguồn sóng kết hợp S1, S2. Thì chúng ta thấy rằng trên S1, S2 này sẽ có những điểm dao động với biên độ cực đại và những điểm dao động với biên độ cực tiểu. Thì các điểm dao động với biên độ cực đại chúng ta quy ước là
chúng ta vẽ là đường nét liền như thế này. Các điểm dao động với biên độ cực tiểu ta quy ước là vẽ đường nét đứt. Thì chúng ta đã có khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại trên cái đoạn thẳng nối S1, S2 này chính là bằng một số lambda chia 2, bằng một nửa lần bước sóng bằng lambda chia 2. Đấy. Cho nên từ đây chúng ta có cái khoảng cách này ta gọi là delta D, thì chính là bằng lambda mà chia cho 2. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm bước sóng chia 2 là xong, mà lambda của chúng ta thì bằng VT bằng V mà chia cho F, đúng không? V của chúng ta là bằng 50, 0,5 đơn vị là mét, ta đổi ra thành centi là 50 centi chia cho 40, và ta tính được lambda của chúng ta chính là bằng 1,25 đơn vị là cm. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra khoảng cách giữa hai điểm cực đại trên cái đoạn S1, S2 là delta D chính là bằng lambda chia 2, bằng 1,25 chia cho 2, và nó chính là bằng 0,625 đơn vị cm. Vậy đáp án của câu số 7 là 0,625 cm. Chúng ta tiếp tục với câu số 8. Câu số 8 này, trong thí nghiệm hình 8.1, thí nghiệm hình 8.1 là thí nghiệm về giao thoa sóng nước, thì khoảng cách giữa hai nguồn S1, S2 là D bằng 11 cm. Cho cần dung, ta thấy hai điểm S1, S2 gần như đứng yên, và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số cần dung là 26 Hz, hãy tính tốc độ chuyển sóng. Vậy thì đối với câu số 8 này, chúng ta thấy rằng này, hai điểm S1, S2 là đứng yên, và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên khác. Vậy chúng ta có tổng là ta có 12 điểm đứng yên, chính là 12 điểm cực tiểu, đúng không? 12 cực tiểu. Đấy, chúng ta có 12 cực tiểu. Mà khoảng cách giữa hai cực tiểu, khoảng cách giữa hai cực tiểu là lambda trên 2. Cho nên chúng ta suy ra 12 cực tiểu này có khoảng cách là sẽ bằng S1, S2 này có khoảng cách chính là bằng 12 cực tiểu, mà khoảng cách giữa hai cực tiểu là 1 lambda chia 2. Vậy thì 12 cực tiểu tương ứng với 11 lambda chia 2, đúng không? Mà đề bài cho chúng ta S1, S2 bằng D bằng 11 cm, cho nên tương đương chúng ta có 11 lambda chia 2 chính là bằng 11 cm. Từ đây chúng ta suy ra được lambda bằng 2 cm. Thứ nhất là chúng ta tìm được lambda bằng 2 cm. Mà bài toán đang bắt chúng ta tìm tốc độ truyền sóng, thì ta sử dụng công thức đó là V thì bằng lambda chia cho T, hay chính là bằng lambda nhân với F. Chúng ta có nó bằng lambda là 2 nhân F là nhân với 26, và kết quả của chúng ta V sẽ bằng 52 đơn vị là cm trên giây. Đấy, kết quả của câu số 8 chính là 52 cm trên giây. Và câu 8 này cũng là câu kết thúc của bài số 8 giao thoa sóng.